Vâng, Mộc Lam Huy xin chào. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trên YouTube của Mộc Lam Huy. Và hôm nay thì anh em thợ của Mộc Lam Huy vừa hoàn thiện được 5 bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12. Chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100%. Thì tại đây thì Mộc Lam Huy có 1 2 3 4 bộ Minh Quốc Đào chim và một bộ Minh Quốc Đào hàng tiêu chuẩn. Vâng, thì cả 5 bộ ghế này thì Mộc Lam Huy làm đều cho các khách hàng đã tới xưởng ký nhận. Vâng, thì hôm nay Mộc Lam Huy vừa hoàn thiện xong thì nhân tiện quay để khoe cho tất cả quý vị khách hàng nhé. Và để báo với quý vị là khi quý vị đặt hàng bên Mộc Lam Huy thì hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện rồi và chuẩn bị xuất xưởng được giao cho quý vị. Vâng, rất là đẹp. Các mẫu Minh Quốc Đào hàng VIP của Mộc Lam Huy thì chắc quý vị biết rồi. Đặc điểm là dàn tó đào chim với chiều cao là 24 phân. Kỹ thuật tó móc bụng áp dụng trên mẫu ghế Minh Quốc Đào độc quyền. Và tiếp theo là dàn chân đôn đi luôn chân 12. Chỉ có duy nhất tại xưởng của Mộc Lam Huy mới có những cái option này. Vâng, và nói về hàng VIP thì luôn luôn rồi. Mặt ghế liền hoàn toàn không chắc, dẹo tai bèo, hoa lá tây vén cong, dày 2 phân rưỡi. Và đây các sản phẩm này chúng tôi khách đã tới xưởng ký tên. Và như quý vị thấy là chúng tôi sẵn sàng quay cho quý vị coi ngay cả mặt dưới của sản phẩm. Vâng, vậy thì 4 bộ ghế này Mộc Lam Huy chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian gần nhất để đi giao và trả lại cho tất cả quý vị khách hàng. Những quý khách hàng đã tin tưởng và dành tình cảm cho mẫu ghế Minh Quốc Đào hàng VIP, hàng tó đào chim. Vâng, cực kỳ đẳng cấp. Như quý vị thấy đây, ở đây là dàn tó đào chim cực kỳ đẹp. Và ở phía trước màn hình quý vị đây là hàng Minh Quốc Đào thông thường, tiêu chuẩn. Vâng, nó khác nhau hoàn toàn quý vị nhé. Nó khác nhau hoàn toàn. Đó, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Với cái chiều cao của dàn tó là 24 phân. Khác với thị trường, ở thị trường thông thường sẽ chỉ làm 20 hoặc 22. Thì khi quý vị mua hàng VIP thì quý vị nên để ý về cái điều này. Tại vì cái chiều cao của cái tó này nó cũng quyết định được cái dáng ghế nó có đẹp hay là không. Nhiều khi nó thấp đi 2 phân, 3 phân thì nhìn nó rất là xấu, rất là thô. Và dàn tựa là tựa tứ quý, cúc tùng trúc mai. Trong cái lô này thì bắt đầu từ lô này trở đi thì Mộc Lam Huy chúng tôi đục sâu hơn. Chúng tôi đặt bên thợ đục vi tính đục sâu xuống thêm 2 mm nữa để nó tạo lên cái độ dày và hoàn toàn là nâng cấp cho cái dàn tựa này lên tới 3 phân hết. Vâng, đây như quý vị thấy đây, toàn bộ đều là tiêu chuẩn hàng VIP hết, mặt dày liền hoàn toàn không chắp ghép. Ở đây thì có ba bộ tay rồng 1 2 3 và một bộ tay cuốn thường đúng dáng Minh Quốc Đào. Đó, cây cối thì rất là đều, rất là ok quý vị nhé. Dàn tó đào chim, dàn tó đào chim là một cái điều cũng nằm trong vấn đề độc quyền của Mộc Lam Huy rồi. Thực sự thì ở thị trường miền Nam cũng chưa có đơn vị nào sản xuất cái hàng Minh Quốc Đào chim trên sản phẩm VIP mà có thể đi được dàn tó 24 phân là một. Cái thứ hai là dàn tó đào đục tay 100% là hai. Và ba là áp dụng kỹ thuật tó móc bụng. 4 và cao cấp hơn nữa đó là dàn chân đôn 12 là 5. Là 5 cái điều này thì hoàn toàn ở trên thị trường, ở bất kỳ cửa hàng nào có kinh doanh, có báo hàng VIP thì cũng không thể có được những cái phải nói là những cái tiện ích này, những cái tuyệt vời này như Mộc Lam Huy được. Vâng, ở thị trường thì hàng VIP thông thường của người ta thì cũng chỉ là dàn tó đào thông thường và tay cuốn thường không móc bụng như hàng tiêu chuẩn thường của Mộc Lam Huy đây. Nhưng mà nói về hàng móc bụng thì như quý vị thấy cái dáng ghế nó cong ra, nó cong rất là đẹp. Như quý vị có thể tưởng tượng nó như là một cái hình lưỡi câu, rất là đẹp. Và ở thị trường thì họ chỉ có thể làm được như vậy thôi, trong mức tầm tiêu chuẩn của Mộc Lam Huy. Vâng, thì tại Mộc Lam Huy thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã có sẵn dư ra được mấy bộ Minh Quốc Đào chim. Thì cá nhân Huy thì cũng có dự tính là nếu như quý vị mua thì chúng tôi vẫn sơn kịp cho quý vị trong trước Tết Nguyên Đán, nếu như quý vị báo sớm. Còn nếu không thì Mộc Lam Huy chúng tôi cũng sẽ để lại vài bộ, trong xưởng mộc cũng còn ra được mấy bộ nữa quý vị nhé.
thì có thể chúng tôi sẽ để lại vài bộ để đầu năm chúng tôi khai trương để giới thiệu cho quý vị. Còn nếu như mà quý vị có nhu cầu luôn, quý vị cần luôn thì quý vị cứ liên hệ, thì được thì chúng tôi cũng sơn luôn và giao cho quý vị luôn trong năm. Đầu năm thì chúng tôi sẽ phai hàng mới và chúng tôi sẽ nâng cấp hoàn toàn. Vâng, ở Bộc Lam Huy thì chúng tôi trực tiếp sản xuất các sản phẩm này. Về nên là chúng tôi rất là chủ động trong cái vấn đề mẫu mã cũng như là sản phẩm. Thì Bộc Lam Huy chúng tôi luôn luôn là tối ưu cho quý vị về cái mẫu mã cập nhật liên tục và luôn luôn tăng cường thêm cái độ đẹp và không bao giờ là bớt đi cái gì cả. Đó đặc điểm của Mộc Lam Huy. Vâng, và lên clip này thì Mộc Lam Huy quay và giới thiệu cho quý vị là chúng tôi đã hoàn thiện mấy bộ ghế này, Minh Cúc Đào này, và chúng tôi biết rằng là có rất nhiều khách hàng đang mong chờ những cái bộ ghế của quý vị đây để chúng ta có được sản phẩm chúng ta sử dụng trong dịp Tết Nguyên Đán. Và một lần nữa thì cũng sắp tới dịp Tết Nguyên Đán rồi, mọi thứ thì bên Mộc Lam Huy chúng tôi cũng đang rất là gấp rút hoàn thiện hàng cho khách. Và rất mong là quý vị cũng hãy cứ yên tâm là chúng tôi sẽ trả đủ cho quý vị tất cả hàng hóa mà quý vị đặt bên Mộc Lam Huy để quý vị có thể yên tâm sử dụng được trong dịp Tết Nguyên Đán. Và chúng tôi cũng xin được chúc cho tất cả quý vị chúng ta hãy giữ gìn được sức khỏe thật là tốt để chúng ta có thể đón được một cái Tết thật là đầm ấm và thật là an toàn, thật là hạnh phúc bên gia đình. Một lần nữa thì Mộc Lam Huy xin được gửi lời cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở clip lần sau.